Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Sáng tạo huyền huyễn thế giới ta, thành vô thượng đại nhân vật phản diện, thân là đỉnh cấp huyền huyễn đại thần cơ vô huyền, hành văn ưu mỹ, tài khí kinh người, cũng không thủy văn, sáng tạo từng cái huyền huyễn cố sự, từ lúc đầu phế vật từ hôn lưu, đến cửu long kéo quan tài, lại đến tiên đế sống lại, linh khí khôi phục, lại đến thánh tử cao phú soái địch hóa lưu, mỗi một quyển sách dẫn dắt một cái lưu phái vả lại lẫn nhau trong lúc đó đều lưu lại liên hệ nhưng hắn viết sách thường xuyên thái giám không có kết cục cũng đoán không được kết cục nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà xuyên việc đến chính mình sáng tạo tiểu thuyết trong thế giới hơn nữa còn là mười mấy quyển đỉnh cấp huyền huyển thái giám thư dung hợp thế giới đinh vô thượng đại nhân vật phản diện hệ thống thức tỉnh chỉ cần chèn ép khí vận chi tử liền có thể đạt được khí vận giá trị tăng lên tu vi đổi lấy các loại vật phẩm cường đại mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt trước. không không một bắt vực thiên kiêu bên trong nhân vật thủ lĩnh cơ không huyền một năm cầu cất giữ cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio bắt vực thái diễn thánh địa hôm nay là thái diễn thánh địa ba năm một lần chiêu sinh đại điển làm nổi tiếng bắt vực tám đại thế lực đỉnh cấp, mỗi một lần chiêu sinh đại điển không biết hấp dẫn bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt đến bái nhập tông môn. Cơ sư huynh Dưới ánh mắt si mê của không ít nữ đệ tử, một gã nam tử mặt bạch y chậm rãi đi ra. Hắn tuấn Mỹ kỳ cục, sinh ra một bộ tóc bạc, căng căng trong suốt như tuyết, khoác lên vai, trong hai mắt hiện ra kim quan nhàn nhạt, trên khí chất tản ra một cổ quý ý khó có thể hình dung. Thấy hắn xuất hiện, đệ tử vô luận nam nữ đều lộ ra vẻ sùng bái mà trưởng lão bên cạnh trên mặt cũng đều là biểu tình tự hào kiêu ngạo hắn chính là thái diễn thánh địa đương đại thánh tử cơ vô huyền sao ở dưới đài một mỹ nữ mặc váy đỏ dáng người cao gầy vẻ mặt tò mò nhìn cơ vô huyền kìm lòng không đậu nghĩ đến thân ảnh vô địch hai năm trước ánh mắt có chút si mê nữ tử váy đỏ xinh đẹp tên thật là diệp phượng nhi chính là con gái của tộc trưởng diệp gia một trong tám đại gia tộc của Vương Triều Thiên Hỏa. Hai năm trước một lần du ngoạn, trùng hợp gặp phải ma đạo yêu nhân dẫn động ma triều, chính mình cũng bị ma giáo yêu nhân sinh bắt, vốn tưởng rằng sẽ chịu nhục tuyệt vọng, một đạo kiếm quan hiện lên, chém phá vô tận ma khí sau đó chia làm 64 đạo kiếm khí, hóa thành huyền ảo kiếm trận, trong nháy mắt đều tru diệt hết hung nhân ma đạo mà vẫn chưa ngộ thương bất kỳ người vô tội nào. Chỉ là đáng tiếc, đạo thân ảnh áo trắng kia tới quá nhanh, rời đi cũng quá nhanh, hơn nữa Diệp Phượng Nhi lúc ấy có chút bị ma đạo yêu nhân hù dọa, vẫn chưa thấy rõ hình dáng thân ảnh áo trắng, chỉ là sau đó hao hết tâm tư mới tìm hiểu được, người cứu hắn kia, gọi là cơ vô huyền, là thái diễn thánh địa đương đại đại sư huynh, toàn bộ bắc vực thiên kiêu bên trong nhân vật lĩnh quân. Diệp Phượng Nhi nàng ở trong thiên hỏa vương triều, thân phận được cho là đứng đầu, nhưng ở trước mặt thái diễn thánh địa, ở trước mặt cơ vô huyền, chỉ có thể coi là một tiểu cô nương không thể bình thường hơn nàng cho dù muốn báo đáp, ở trước mặt cơ vô huyền, chỉ sợ cả gia tộc móc sạch của cải cũng không có gì đối phương để mắc. Mặc dù, Diệp Phượng Nhi loại tiểu nữ nhi này, trong lòng chung quy có vài phần cuộc cường, cho nên hai năm qua vẫn khắc cốt ghi tâm cố gắng tu luyện, bái nhập môn hạ thái diễn thánh địa, hy vọng cách đạo thân ảnh kia gần một chút. Trong lúc nàng miên mang suy nghĩ, cơ vô huyền trên đài nói một ít khích lệ đệ tử mới nhập môn cũng dần dần đến hồi kết thúc. Diệp Phàm chờ một chút ngươi đi mua sắm một ít đồ vật bố trí đồng phủ. Diệp Phượng Nhi quay đầu nhìn nam tử diện mạo thanh tú phía sau, thản nhiên mở miệng nói. Thái diễn thánh địa là tám thế lực đứng đầu bắc vực, cho dù chỉ là đệ tử bình thường, tối thiểu cũng là cấp bậc thiên kiêu đại tộc, cho nên đại ngộ của đệ tử bình thường cũng không kém đệ tử nội môn của thế lực nhất lưu bắc vực nhiều lắm, không chỉ có động phủ riêng của mình, còn có nô bộc tạp dịch của mình. Diệp phàm ba đời đều là hạ nhân diệp gia, đối với diệp gia phi thường trung thần mấy tháng nay tu vi diệp phàm mới xuất hiện mơ hồ trở thành đệ nhất cao thủ trong tạp dịch hơn nửa tuổi còn trẻ có tiềm lực không nhỏ liền đi theo diệp phượng nhi đến thái diễn thánh địa tuân lệnh tiểu thư ở phía sau hắn diệp phàm một thân tạp dịch diện mạo thanh tú gật gật đầu hành vi cử chỉ tự tin tuyệt không nhìn ra cảm giác gò bó của tạp dịch ngược lại khi ánh mắt đánh giá các đệ tử còn lại sâu trong con ngươi hơi lóe ra không ai biết giờ phút này trong lòng hắn nhấc lên cảm khái ba tháng trước hắn chỉ là cái phổ bình thường thông tạp dịch nhưng là một hồi kỳ ngộ để cho hắn trong thời gian ngắn từ nguyên lai chỉ biết chút võ công thô thiển tạp dịch đạt tới đoán thể luyện thân viên mãn chỉ kém một bước liền có thể bước vào thông khiếu cảnh đến lúc đó bằng vào chính mình hùng hậu căng cơ cho dù tại những đệ tử này bên trong cũng không tính kẻ yếu nghĩ tới hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thư nhà mình dịp phượng nhi trong ánh mắt toát ra vài phần si mê diệp phượng nhi là một trong những minh châu đẹp nhất của vương triều thiên hỏa người ái mộ không biết bao nhiêu hơn nữa sinh ra ở diệp gia trong lúc đông đảo tạp dịch nói chuyện phím, mỗi lần đều đem diệp phượng nhi so sánh với tiên nữ trên trời lấy việc thấy diệp phượng nhi một mặt làm vinh dự làm vốn liếng để khoe khoang dưới tay nhuộm màu diệp phàm cũng sinh ra một lòng ái mộ chỉ là làm hạ nhân nên hiểu rõ thân phận của mình chỉ có thể đem ý niệm này giấu ở đáy lòng nhưng là hiện tại, đi tới Thái Diễn Thánh Địa, nhìn những đệ tử này tu vi cũng bất quá như thế, hắn đột nhiên mới hiểu được, trận kỳ ngộ kia đến tột cùng là cỡ nào trân quý, càng mơ hồ hiểu được, chính mình hiện tại, không nên lại hạn chế ở đã từng hạ nhân tầm mắt. Có lẽ tiểu thư không còn là như vậy khả vọng mà không thể tức. Bất quá, ngay tại dịp phạm vui sướng ảo tưởng tương lai lúc, hắn phát hiện, chung quanh không khí có loại quỷ dị an tĩnh, chờ hắn quay đầu lúc tâm thần nhìn không được chấn động. ở trước mặt hắn, có một nam tử áo trắng tóc bạc xõa vai, đang mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn. cơ vô huyền, trái tim diệp phàm đập thình thịch, chỉ cảm giác hai mắt đối phương giống như ánh mắt của thần linh, có mênh mông và uy nghiêm nói không nên lời, có thể nhìn thấu tất cả, khiến hắn theo bản năng muốn che giấu ma đế xá lợi giấu trong trái tim. nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện là mình suy nghĩ nhiều đối phương vẹn vẹn ở trên người mình dừng lại một cái chớp mắt, liền đem ánh mắt chuyển dời đến bên cạnh Diệp Phượng Nhi trên người. Ta đã xem trận đấu tân sinh, hỏa pháp thực chiến của ngươi quả thật không tồi, bất quá không trọn vẹn một phần nhỏ, có thể sẽ tạo thành một phần tai họa ngầm trong cơ thể. Trước kia lúc ta đi du lịch di tích trùng hợp có được một quyển đầy đủ, ngươi có thể quan sát một chút. Nhìn dung nhan tuấn Mỹ của cơ vô huyền giống như trích tiên, trên mặt Diệp Phượng Nhi dân lên một mảnh ráng đỏ, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc ở nơi đó thời gian thật lâu mới kịp phản ứng vội vàng gật gật đầu nhỏ giọng mở miệng nói cảm ơn cơ sư huynh việc nhỏ lấy ngươi sinh ra có thể ở tân sinh bên trong đứng hàng thứ ba quả thực có một viên không tầm thường đạo tâm là một viên tốt mầm non ta tự nhiên không đành lòng bởi vì một ít công pháp thượng tệ đoan nhìn thấy cùng giai nhân hương tiêu ngọc tổn cơ vô huyền chậm rãi mở miệng nói chỉ là ở nơi diệp phượng nhi không nhìn thấy Cơ vô huyền lại liếc mắt nhìn Diệp Phạm phía sau hắn một cái. Thì ra, không nhận ra ta sao? Diệp Phượng Nhi có chút mất mát, bất quá ngẫm lại cũng đúng, mình bất quá là một thành viên hắn tiện tay cứu, tuy rằng dung mạo ở thiên hỏa vương triều có thể nói là tuyệt đỉnh. Nhưng ở trước mặt thiên kiêu chí cường bắt vực như cơ vô huyền mỗi ngày cùng thánh nữ các nơi tiếp xúc, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là xuất sắc, không nhớ rõ mình mới là hiện tượng bình thường. Mà không nhớ rõ chính mình, đơn thuần quan tâm đồng môn đệ tử thân thể, có thể ban thưởng chính phẩm chân phượng quyết loại này thiên tượng cấp công pháp, phần này trí tuệ, không hổ là bắt vực thiên kiêu bên trong lĩnh quân nhân vật. Nhiều loại suy nghĩ lan tràn trong đầu Diệp Phượng Nhi, nhưng vô luận là loại nào, ánh mắt Diệp Phượng Nhi nhìn về phía cơ vô huyền càng thêm sùng bái. Khi Diệp Phượng Nhi mắc lộ vẻ sùng bái, các đệ tử còn lại đều toát ra vẻ hâm mộ đối với Diệp Phượng Nhi, hận không thể công pháp mình tu luyện cũng không trọn vẹn, có thể được cơ sư huynh chiếu cố như thế. Mà trong đó có mấy đệ tử cổ tộc tâm tư thâm trầm, trong lòng hâm mộ đồng thời lại càng nghiêm nghị. Bọn họ có bối cảnh sinh ra của cổ tộc Bắc Vực, hiểu biết về sự tích của cơ vô huyền nhiều hơn nhiều so với mọi người ở đây, mới biết được cơ vô huyền đến tột cùng là tồn tại nghịch thiên như thế nào, loại nhân vật này. Đối đãi với Diệp Phượng Nhi chiếu cố như thế, trên danh nghĩa vẻn vẹn chỉ là quan tâm đệ tử, nhưng nhìn bộ dáng xinh đẹp động lòng người của Diệp Phượng Nhi như thế, ai có thể nói có thể có ý nghĩ khác hay không? Mặc dù lấy thân phận cơ vô huyền, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần có một tia khả năng tồn tại, Diệp Phượng Nhi dù có xinh đẹp thế nào, cũng là cấm kỵ trong lòng bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Huyền huyển lão tài xế, tuyệt đối bức cách chậm rãi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Đọc sách ba việc. Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng. 002, tài chính mình sáng tạo trong thế giới, kích hoạt vô thượng trùng phản diện hệ thống. Cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tham dự xong đại điện chiêu sinh của Tông Môn, cơ vô huyền cũng không ở lâu, về tới thanh huyền phong nơi mình ở. Là thánh tử đương đại của Thái Diễn Thánh Địa, cơ vô huyền có ngọn núi độc nhất thuộc về mình, phía trên trồng đầy các loại linh dược quý hiếm, xa xa nhìn lại, khắp nơi hào quang lưu chuyển, án mây bốc hơi công tử ngươi đã trở lại hôm nay thất tịch thải linh hoa chính nô tỳ chuẩn bị cho ngươi một phần bánh ngọt có tác dụng ngưng thần tĩnh tâm chờ nếm thử đi nhìn thấy cơ vô huyền trở về một thiếu nữ mặc váy trắng khí chất thanh u vội vàng nên đón vì hắn cởi bỏ áo bào trắng trên người trong hai mắt mang theo vài phần thần sắc ái mộ vất vả cho ngươi rồi nguyệt nhi cơ vô huyền sủng nịch sờ sờ đầu thu nguyệt nhi nguyệt nhi không vất vả Thu Nguyệt Nhi trên mặt dân lên một đoàn ráng đỏ, thẹn thùng nói không ra lời. Nhìn bộ dáng ngây ngốc đáng yêu của Thu Nguyệt Nhi, cơ vô huyền không khỏi suy nghĩ lan tràn, trong lòng dân lên một trận cảm khái. Đây là nữ chính sao? Không ai biết, thế giới trước mắt này đều là cơ vô huyền sáng tạo. Kiếp trước cơ vô huyền là một tác giả đại thần, chất lượng văn chương vô cùng cao, cũng chưa bao giờ thủy văn, nhưng bởi vì thường xuyên là thái giám, ở trên mạng thường xuyên bị gán cho danh hiệu cơ lão tặc, lưỡi dao nhận được đổi thành kim ngạch có thể mua lại xưởng gia sắp đóng cửa bên cạnh. Mà một lần ngoài ý muốn, xuyên qua đến hắn hơn 10 bản thái giám tiểu thuyết dung hợp thế giới, mới đầu có tác giả bút lực tiên tri tiên giác, rất nhanh hắn liền nghịch thiên cuộc khởi. Nhưng dần dần, cơ vô huyền phát hiện, cho dù hắn thân là tác giả, cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên cũng thập phần khó khăn, tỉ như thiên thương bí cảnh cái kia thần khí hắn dựa theo chính mình tiểu thuyết sở viết phương thức bồi hồi gần một tháng thời gian cũng không có tìm được bí cảnh cửa vào trong lúc mơ hồ cơ vô huyền hiểu được đối với một ít trọng đại bí cảnh sợ là nhất định phải nhân vật chính khí vận mới có thể mở ra vì thế hắn đi tới thái diễn thánh địa diệp phàm trong trưởng thành nhất định phải đi qua con đường trở thành đương đại thánh địa đại sư huynh hương vị bánh ngọt không tệ trù nghệ của nguyệt nhi lại tăng lúc suy nghĩ phát tán Cơ vô huyền nhìn bánh ngọt Thu Nguyệt Nhi trình lên, vừa hưởng thụ mát xa của nàng, vừa thưởng thức một khối. Đối với Thu Nguyệt Nhi, cơ vô huyền vẫn muốn chiếu cố, dưới ngòi bút của hắn, gia tộc Thu Nguyệt Nhi chính là thái cổ đại tộc, thế lực trong hơn 10 quyển tiểu thuyết thái giám của cơ Bắc huyền, cũng là tồn tại vô cùng khủng bố. Bất quá bởi vì một lần náo động, Thu Nguyệt Nhi bị đánh rơi ở Bắc Vực, vốn phát triển hẳn là sẽ bị hắn dưới ngòi bút nhân vật chính lục tu gia tộc Thu Dưỡng trở thành biểu mùi của hắn. Bất quá cơ vô huyền dựa vào ưu thế tiên tri tiên giác của tác giả, đã sớm đưa Thu Nguyệt Nhi tới bên cạnh mình, lại trải qua ba năm dạy dỗ, trở thành một tiểu nữ bộc ở sâu trong nội tâm chỉ có một mình hắn. Gần đây tu hành có chút cảm ngộ, đợi ta bế quan một hồi. Sau một phen hưởng thụ, sâu trong con ngươi cơ vô huyền toát ra một vòng tinh quang, phân phó Thu Nguyệt Nhi xử lý tốt thanh huyền phong, còn mình thì bước vào mật thất xử lý một ít chuyện hệ thống, người đến rồi. Trong mật thất, trong ánh mắt cơ vô huyền không vui không buồn, nhàn nhạt mở miệng nói. Từ lúc hắn gặp Diệp Phàm trong đầu của hắn liền truyền đến thanh âm hệ thống thức tỉnh, bất quá hắn dù sao tại huyền huyễn tôi luyện nhiều năm như vậy, tổng hội che giấu tâm tình của mình, cho dù đối phương là hệ thống, hắn cũng không muốn lộ ra quá mức vội vàng sao động, cố ý tại thu phượng nhi nơi đó tiêu hao một đoạn thời gian, mới chậm rãi mở miệng nói. Đinh vô thượng đại nhân vật phản diện hệ thống thành công thức tỉnh, mời ký chủ ký nhận. Trong đầu, một trận lạnh như băng tiếng máy móc truyền đến, ngay sau đó, Cơ Vô Huyền liền phát hiện trước mắt mình có thể nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái số liệu. Ký chủ. Cơ Vô Huyền con trai của Hư Không Đại Đế, truyền nhân đương đại của cổ mộ ma thần, tu vi. Bác Hoàng chiến tướng sơ kỳ thể chất. Hư Không chi thể mệnh cách. Vô Song đế giả công pháp. Thương Hoàng Quyết, thần ma biến. Đây hẳn là bản thuộc tính của mình. Ý niệm này vừa mới hiện lên ở Cơ Vô Huyền trong đầu, Cơ Vô Huyền liền phát hiện, trong hệ thống có một đoạn tin tức hướng hắn vọt tới, rất nhanh để cho hắn hiểu được hệ thống công năng. Cái này hệ thống gọi là Vô Thượng Đại Nhân Vật Phản Diện Hệ Thống, tên như ý nghĩa, tự nhiên cùng nhân vật phản diện có quan hệ, mục đích là vì trợ giúp Cơ Vô Huyền trấn áp hắn trong tác phẩm các lộ nhân vật chính thành tựu vô thường đại nhân vật phản diện hiện tại hệ thống vừa mới mở ra công năng chỉ mở ra một phần bất quá dù là như thế cũng làm cho cơ bắc huyền có chút sợ hãi thang. quả nhiên không hổ là hệ thống ngón tay vàng bên trong mạnh nhất tồn tại có vạn năng tính thông qua chèn ép nhân vật chính đạt được khí vận điểm có thể trợ giúp cơ vô huyền tăng lên tu vi đổi lấy các loại cường đại vật phẩm hệ thống ta hiện tại ta khí vận điểm có bao nhiêu trong nháy mắt cơ vô huyền mở miệng hỏi, phía dưới thuộc tính danh sách liền có thêm một cái hiển thị. Điểm khí vận. 2.300 mới có chút như vậy. Sau khi biết đây là thế giới dưới ngòi bút của mình, cơ vô huyền bố trí không ít, tuy rằng mỗi lần tìm kiếm nhân vật chính đều bị một loại sát cơ tối tâm tập trung, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đối với một ít nữ diễn viên phụ hoặc là anh em nhân vật chính, cơ vô huyền cũng không băn khoăn nhiều như vậy nữ chính bị hắn công lược dạy dỗ không chỉ có thu Nguyệt Nhi. khi hắn nghi hoặc, rất nhanh liền truyền đến hệ thống giải thích. nguyên lai, hắn sở công lược những này nữ chính còn chưa chính thức thức tỉnh, khi các nàng thức tỉnh thời điểm, chính mình khí vận điểm cũng sẽ gia tăng. nghe được lời giải thích này, Cơ Vô Huyền gật gật đầu. dưới ngòi bút của hắn khắc họa nữ chính đều là dựa theo mình thích tới, vốn chính là hảo hiền nội trợ, cho dù là khí vận điểm nguyên nhân. Cơ Vô Huyền cũng sẽ hảo sinh bồi dưỡng, để cho các nàng thành công thức tỉnh, hoàn toàn nở rộ ra mị lực thuộc về mình, mà không phải đem các nàng giống như sủng vật xuyên ở bên người. Sau khi cân nhắc, Cơ Vô Huyền biết còn lại những điểm khí vận kia chỉ là lấy sớm cùng lấy muộn khác nhau, liền không có tiếp tục để ý, ngược lại đem ánh mắt kiếm được mở ra hệ thống tặng quà trên người. Đinh Tân thủ túi quà mở ra, chúc mừng chủ ký sinh đạt được thái cổ chí tôn thể, đại thánh khôi lỗi một tôn thái cổ anh linh tạp một tấm. Phi lư tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. 003 thiên địa dị tượng. Vô thượng lôi kiếp. Thánh địa chấn động. Cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được hệ thống ba loại khen thưởng, cơ vô huyền có chút ngẩn người, một lát sau mới phản ứng lại. Không nghĩ tới, lại là ba thứ này nguyên bản còn có chút lo lắng tương lai đối mặt những kia vô địch lưu nhân vật chính nhưng hiện tại xem ra tại tác giả đại đại trước mặt nhân vật chính cái gì vĩnh viễn đều là cặn bã cơ vô huyền thân là tác giả đại thần của tiểu thuyết huyền huyễn văn phòng luôn tiến bộ theo thời đại tác phẩm huyền huyễn giai đoạn trước là phế vật lưu những nhân vật chính này cơ vô huyền cho tới bây giờ không để vào mắt chính là trâu hệ tặng mỹ nữ tặng kỷ nguyên trợ giúp mình phát dục nhưng sau đó internet phát triển cảm thấy củi mục lưu thăng cấp sáu lộ quá chậm, tác phẩm huyền huyễn của cơ vô huyền liền chuyển thành thánh tử lưu, chính là huyền huyễn thế giới cao phú soái mà cơ bắc huyền thân là tác giả đại thần, những nhân vật chính kia bức cách càng cao đáng sợ, không phải con trai của đại đế, thì là con trai của chân tiên phương nào, người thừa kế của gia tộc trường sinh, loại nhân vật chính này bản thân lại được thiên đạo yêu tha thiết, có đại khí vận, cho dù cơ vô. Huyền là tác giả, có thể biết được rất nhiều đại sự nhưng nếu thiếu phần khí vận trong tối tâm kia, làm không tốt một cái không cẩn thận cũng sẽ bị những nhân vật chính này tổn thương. Về phần sau đó, huyền huyễn võng văn sáo lộ trở nên nhanh hơn, huyền huyễn thế giới cao phú soái văn không ít độc giả cũng xem chán, diễn sinh ra vô địch lưu. Nhân vật chính trong này bắt đầu tối thiểu cũng là một đại đế, lưng đeo thiên đạo nhân quả, đẩy ngang cửu thiên thập địa, ở trước mặt loại tồn tại này, cho dù cơ vô huyền có thể tiên tri tiên giác, thông hiểu vạn loại cơ duyên, nhưng tiêu hóa những kỷ nguyên này cũng cần rất nhiều thời gian vạn nhất nhân vật chính vô địch lưu đột nhiên sinh tâm cảm ứng một cái tác trực tiếp hướng tinh cầu của cơ vô huyền đánh tới cơ vô huyền thật không dám cam đoan mình có thể sống sót nhưng bây giờ cơ vô huyền nhìn thái cổ chí tôn thể trước mắt quét qua áp lực lúc trước thái cổ chí tôn thể tại tất cả tiểu thuyết thiết lập bên trong chính là thái cổ đệ nhất cấm thể có duy nhất tính một cái kỷ nguyên chỉ có thể diễn sinh ra một tôn bị một cái mang theo hệ thống vô địch lưu nhân vật chính đoạt được. Nhưng là hiện tại, rất hiển nhiên, cái kia tôn vô địch lưu nhân vật chính vẫn như cũ ở trong cổ mộ ngủ say, hệ thống còn chưa thức tỉnh, như vậy tôn thái cổ chí tôn thể này chính là của mình. Nghĩ vậy, cho dù cơ vô huyền tâm tính nhanh chóng bình tĩnh, cũng không nhìn được có chút hưng phấn, mở miệng phân phó. Hệ thống, dung hợp cho ta. Oanh! Trong nháy mắt hắn hạ đạt mệnh lệnh, trên bầu trời thái diễn thánh địa một đoàn sấm sét nổ lên cả kinh trưởng giáo cùng toàn bộ trưởng lão thánh địa nhau nhau đứng dậy trưởng môn trên hư không thái diễn thánh địa vài tên chiến tướng cấp bậc trưởng lão nhìn thấy trưởng môn xuất hiện nhau nhau hành lễ sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía thanh huyền phong trên bầu trời thanh huyền phong một tiếng sấm qua đi trong thời gian ngắn liền diễn hóa ra từng trận kiếp lôi màu đen hội tụ thành lôi hải tản ra lực hủy diệt vô cùng khủng bố trưởng lão nhìn một bên đều hết hồn hết vía. Loại hắc sắc kiếp lôi này bọn họ chưa từng thấy qua, bất quá trong sách cổ mơ hồ nhắc tới qua hai lần. Một lần là 30 vạn năm trước, bắt vực thực lực mạnh nhất Thái Phượng Thánh Địa, bởi vì làm chuyện nghịch thiên, bị thiên đạo giáng xuống loại này tận thế kiếp lôi, đem cả phiến Thánh Địa hơn 100 vạn sinh linh toàn bộ trấn sát. Mà lần thứ hai xuất hiện loại này màu đen huyền lôi, là tại 10 vạn năm trước, có thần linh xuất hiện ở bắc vực lúc, bất quá lúc đó màu đen huyền lôi cũng không có quá lớn công hiệu bị vị kia thần linh tồn tại trong nháy mắt nghiền nát mở ra tông môn đại trận trưởng môn thái diễn thánh địa tần hạo thiên nhìn thanh huyền phong sắc mặt âm trầm thản nhiên nói tông chủ hắc sắc kiếp lôi tuyệt đối liên quan đến thiên đạo xuất thủ hiện tại vẽn vẹn chỉ nhằm vào thánh tử một người nếu là mở ra hộ tông đại trận chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn a Nghe được quyết định của trưởng môn, mấy trưởng lão đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó hoảng hốt mở miệng nói. Thái Diễn Thánh địa bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng cũng phải xem so với ai, ở trước mặt Thiên Đạo, bọn họ chỉ là con kiến hôi nhỏ yếu hơn so với Thái Phượng Thánh địa mà thôi, nếu thật sự can thiệp Thiên Đạo làm việc, chỉ sợ cử tông đều sẽ diệt vong. Nếu vô huyền ngã xuống, các vị đang ngồi chắc chắn sống không bằng chết. Tần Hạo Thiên bất chấp lời cơ vô huyền dặn dò, chậm rãi nói từng câu từng chữ có ý gì mấy trưởng lão vẽ mặt một hồi bọn họ đều là nhân tinh ngày thường nhìn thấy trưởng môn đối với thánh tử cơ hồ hữu cầu tất ứng cho rằng chỉ là đơn thuần quan tâm nhưng bây giờ nghĩ lại cơ vô huyền tuy rằng thiên tư tung hoành nhưng nhập môn không đến một năm liền có thể lên làm thánh tử vị nghĩ đến lúc ấy trưởng môn lực bài chúng nghị bộ dáng trong chuyện này sợ là không chỉ bởi vì cơ vô huyền thiên phú càng bởi vì bối cảnh của hắn. Đối với đủ loại suy đoán của mấy trưởng lão, Tần Hạo Thiên không toát ra bất kỳ ý tứ mở miệng giải thích nào, chỉ là vẻ mặt trở nên lạnh như băng trước nay chưa từng có, nhìn những trưởng lão trước mắt này, tu vi phong vương cảnh hoàn toàn nở rộ ra, dẫn tới không gian chung quanh phát ra từng trận gần sóng. Bây giờ, khai trận cho ta. Oanh! Ngay khi Tần Hạo Thiên chuẩn bị mở đại trận tông môn nên đón thiên phạt, trên thanh huyền phong, một đoàn kim quang nổi lên, lúc đầu tự như hạt gạo, trong nháy mắt hội tụ thành một mảnh biển vàng, tràn ngập cảm giác uy nghiêm trang nghiêm của cổ áo, giống như đạo tràng của thần linh cổ xưa, bao phủ bốn phương thiên địa. Cái này Trưởng lão vô nhai phong nhìn dị tượng trên thanh huyền phong, con ngươi già nua có vẻ đục ngầu trợn tròn. Hắn nhìn thấy, kiếp lôi màu đen vốn cùng cùng trên chín tầng trời bị kim quang Phật lướt qua, trong nháy mắt an tĩnh lại, mỗi một tia kiếp lôi nổ vang đều quy về một loại không tiếng động. Loại cảm giác này giống như là thiên phạt cấp bậc kiếp lôi đang sợ hãi. Cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá. Cầu sưu tầm. Cầu khen thưởng. Phi lưu tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. 004, vũ trụ đệ nhất cấm kỵ chi thể. Bắt vực đệ nhất mỹ nhân. Cầu cất giữ hoa tươi đánh giá phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 004 vũ trụ đệ nhất cấm kỵ chi thể bắt vực đệ nhất mỹ nhân. Hô khác với biểu tình kinh hãi của các trưởng lão khác, Tần Hạo Thiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến biểu tình lo lắng hải hùng vừa rồi của mình, trên mặt toát ra vài phần hiểu rõ. Không hổ là đại nhân vật đến từ nơi đó, thiên phạt đối với thái diễn thánh địa bọn họ mà nói, chỉ sợ là tồn tại không thể địch nổi, nhưng trong mắt thánh tử, chỉ sợ cũng chỉ là lôi kiếp tầm thường mà thôi giống như đang làm nổi bật suy nghĩ của Tần Hạo Thiên, kim hải trên thanh huyền phong đột nhiên chấn động mạnh, kim quang đầy trời ầm ầm vỡ nát như gương. Thay vào đó, là một hư ảnh màu vàng, bao phủ toàn bộ thanh huyền phong, lớn chừng ngàn trượng, sau lưng lại càng có chư thiên hiện hóa, lúc quay đầu nhìn về phía trưởng lão Thái Diễn Thánh Địa, hai mắt tràn ngập thần quang vào giờ khắc này không trộn lẫn một tia tình cảm, không vui không buồn, giống như thần linh thượng cổ, tràn ngập coi thường sinh mệnh cùng uy nghiêm cổ xưa. Ngay sau đó, hư ảnh ngẩng đầu, nhìn kiếp lôi đầy trời trên bầu trời. Ca ca. Kiếp lôi màu đen lúc trước Thái Diễn Thánh Địa nói đến biến sắc, giống như thủy tinh, phát ra tiếng vỡ vụn ken két, cả phiến kiếp lôi màu đen tính cả không gian, đều ở trong nháy mắt này toàn bộ mất đi thành bụi bậm. Mà người làm tượng cơ vô huyền, đối với tất cả những gì Thái cổ chí tôn thể tự động hiện hóa làm cũng không biết, cả người vẫn đắm chìm trong dung hợp của Thái cổ chí tôn thể thái cổ chí tôn thể không hổ là vũ trụ đệ nhất cấm kỵ chi thể cơ vô huyền có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình mỗi một tấc máu thịt đều đang trải qua tẩy lễ vô hạ căng cơ tại từng chút từng chút nhảy vỡ bên trong lại dần dần trọng tố thần hồn càng là mơ về thái cổ biến thành một tôn trưởng khống chế bát phương vũ trụ chí tôn hưởng thụ chư thần bái lạy mau nhìn thanh huyền phong nơi đó đã xảy ra chuyện gì đệ tử bình thường của thái diễn thánh địa cũng không rõ ràng lắm lôi minh vừa rồi là thiên phạt trong truyền thuyết lại càng không rõ ràng lắm vừa rồi tất cả mọi người thái diễn thánh địa đi một lần trong quỷ môn quan chờ bọn họ bị dị tượng chung quanh kinh động nhìn thấy chính là thái diễn thánh địa bị vô số kim quan bao phủ mà ngọn nguồn kim quan chính là hư ảnh màu vàng cao ngàn trượng trên thanh huyền phong hắn giống như thần linh trong thần thoại cổ đại đứng lặng ở nơi đó trên người tản ra uy nghiêm kinh khủng cổ xưa hai tròng mắt tuy rằng nhắm chặt nhưng trên người tự có một cổ đạo nghĩa kinh khủng trấn thủ bát phương khiến cho người hai mắt nhìn lâu tâm thần chấn động mạnh không dám có chút ý niệm bất kính đây là cơ sư huynh sao diệp phượng nhi hít sâu một hơi nàng tuy rằng trước kia vẫn lén lút dùng thế lực gia tộc tìm hiểu tin tức của cơ vô huyền nhưng cô ta là ai thân phận của cơ vô huyền là gì tin tức diệp phượng nhi dốc hết toàn lực tìm hiểu chỉ là một ít chiến tích bề ngoài của cơ vô huyền. Mà giờ phút này, khi nàng chân chính bái nhập Thái Diễn Thánh Địa, chân chính tiếp xúc với cơ vô huyền, cơ phượng nhi mới rõ ràng cảm nhận được chí tôn thiên kiêu là gì, toàn bộ nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ bắt vực. Vẹn vẹn chỉ là lúc tu luyện sinh ra dị tượng, khiến cho người cùng thế hệ cảm nhận được áp lực khủng bố như thế. Không khỏi Diệp Phượng Nhi lại nhìn không được nghĩ đến lúc trước tôi tới Diệp Phạm trêu chọc đến nội môn một vị đại gia tộc tùy tùng thời điểm, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi phiền toái, đang lúc nàng sợ hãi, cái kia đại gia tộc đệ tử tự mình ra sân xin lỗi. Vốn Diệp Phượng Nhi cho rằng, đây là đệ tử đại gia tộc giáo dưỡng tốt, không so đo với loại tiểu nữ tử như nàng, nhưng hiện tại Diệp Phượng Nhi nhìn thấy thanh thế tu luyện đột phá của cơ vô huyền, nàng mới hiểu được, đối với đệ tử đại gia tộc mà nói, giáo dưỡng tốt có lẽ có thể không so đo đấu tranh giữa tôi tớ nhưng tự mình vì việc này xin lỗi chỉ có một khả năng đó chính là nhìn cơ vô huyền tặng nàng toàn bộ công pháp lầm tưởng mình là người của đối phương sợ bị giận chó đánh mèo nghĩ vậy diệp phượng nhi rung động uy thế của cơ vô huyền sắc mặt lại có chút đỏ bừng cũng không biết có phải là nguyên nhân tâm tư tiểu nữ sinh mẫn cảm hay không sau khi đại điện chiêu sinh kết thúc diệp phượng nhi đặc biệt đi hỏi thăm qua dường như cơ sư huynh ở trong đại điện chiêu sinh chiếu cố mình có chút đặc biệt. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nhớ tới, Diệp Phượng Nhi ngay ngốc lắc đầu. Theo hắn được biết, mình tuy rằng xinh đẹp, nhưng phóng tầm mắt ra bắt vực, người có thể sánh vai không ít, thậm chí độn đại trưởng môn cháu gái của Thái Diễn Thánh Địa, chính là bắt vực đệ nhất mỹ nhân, cũng là người ái mộ của cơ sư huynh, mình và nàng muốn so sánh, chính là mỹ mạo tự tin nhất, đều kém hơn một chút huống chi những phương diện tu vi thiên phú gia thế này, lại càng lạc hậu hơn một mảng lớn. Dưới tình huống như vậy, cơ sư huynh sợ là chướng mắt mình đi. Nhìn thanh huyền phong, trong hai mắt Diệp Phượng Nhi có sương mù bốc lên, có chút ủy khuất, lại thường thường nghĩ đến bộ dáng cơ sư huynh tặng công pháp cho mình, nhìn không được toát ra vài phần cười ngây ngô. Lạc lạc Diệp Phượng Nhi không có chú ý nói chính là, ở sau lưng nàng, Diệp Phạm hai quyền nắm chặt, bóp đến khanh khách trung động, trong hai mắt càng là có một luồng ma khí tràn ngập. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn vốn chỉ là một hạ nhân giản dị, nhưng trải qua kỳ ngộ ba tháng trước, dưới ảnh hưởng của xá lợi ma đế, trái tim yếu đuối nhát gan kia, từng chút từng chút phát sinh vặn vẹo, trở nên bá đạo dị thương. Diệp Phượng Nhi là tiểu công chúa Diệp Gia, bị gia đình tôi tới Diệp Gia làm nữ thần trong mộng, lần này hắn có thể từ trong tôi tới trổ hết tài năng, thậm chí đánh bại nhị thiếu gia nhà họ Diệp một ít tôi tớ bị hắn thu phục bí mật chút hắn có thể ôm được mỹ nhân về, hoàn thành những chuyện gia đình tôi tớ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đối với việc này, Diệp Phàm bề ngoài răng dậy thuộc hạ, trên thực tế nội tâm đã sớm đánh tốt chủ ý này, vẫn coi Diệp Phượng Nhi là cấm duệ của mình. Nhưng hiện tại, khi hắn một đường đi theo Diệp Phượng Nhi không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Thái Diễn Thánh Địa, hắn dĩ nhiên phát hiện, tiểu thư dĩ nhiên thích cái kia thánh tử. Nhìn tướng mạo cơ vô huyền, lại nhìn chính mình, diệp phàm trong lòng một trận nhục chí. chính mình tướng mạo tuy rằng anh tuấn, nhưng cùng cơ vô huyền so với trích tiên còn muốn tuấn mỹ khuôn mặt so sánh, hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. lại nhìn xem, gia thế tu vi các loại phương diện, một bên là cao cao tại thượng thánh tử, bên kia chỉ là cái gia đinh tôi tớ, dù là hắn đứng ở tiểu thư góc độ, cũng biết chọn ai. cái này, dịp phàm buồn bã. mấy ngày nay, Tu vi của hắn tiến bộ phi tốc, đạt tới trước kia chưa từng dám nghĩ tới góc độ, lòng tự tin trong lòng vô cùng bành trướng, nhưng là hôm nay cùng cơ vô huyền so sánh, rất có một loại chiếu yêu kính hiện hồi nguyên hình cảm giác, để cho nội tâm của hắn có loại vô danh lửa giận, rồi lại không thể nào phát tiết. Sau khi tức giận, một loại bất đắc dĩ lan tràn trong lòng, bất quá ngay sau đó, trong đầu dịp Phạm Linh Quang chợt lóe, nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt càng ngày càng sáng lên đối với vô huyền thánh tử toàn bộ thái diễn thánh địa kiêu ngạo hắn bình thường mua sắm thời điểm không ít nghe được có liên quan đến hắn tin tức trong đó liền có một ít đàm luận vô huyền thánh tử đạo lữ sự tình tiểu thư nhà mình mặc dù trong mắt hắn cực kỳ ưu tú bất quá làm đạo lữ vô huyền thánh tử chỉ sợ thật không đủ tư cách mà nếu như chính như lời đồn đãi thiên tuyền thánh nữ cùng vô huyền thánh tử là trời sinh một đôi như vậy tiểu thư có phải nên hết hy vọng hay không ý nghĩ này Diệp Phạm mặc dù cảm giác có chút khuất nhục, nhưng nếu thật sự cùng vô huyền thánh tử đoạt nữ nhân, dù cho hắn tay cầm cơ duyên kinh thế, cảm giác được trên thanh huyền phong kia đạo màu vàng hư ảnh khủng bố uy thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Phạm không biết, cơ vô huyền cướp đoạt Diệp Phượng Nhi chỉ là thêm đầu, mục tiêu chân chính vẫn là hắn. Canh thứ tư Cầu sưu tầm Cầu hoa tươi Cầu phiếu đánh giá Phi lư tiểu thuyết phi muốn ngươi đẹp mắt tăng thêm quy tắc cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu khen thưởng cầu hết thảy bạn đang nghe tại truyện chấm audio thêm quy tắc cầu sưu tầm cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu khen thưởng cầu xin mọi thứ tiểu đề mới đến cũng không biết quy củ nơi này là cái gì chỉ có thể dựa vào cập nhật để nói chuyện. Quỳ xuống cầu xin các huynh để ủng hộ. Một ngàn hoa tươi thêm một chương. Hai trăm phiếu đánh giá thêm càng một chương. Năm cái khen thưởng, không hạn chế số lượng tăng thêm một chương. Năm mươi cái bình luận sách, thêm càng một chương. Hai mươi tấm vé tháng, tăng thêm một chương. Hai mươi tấm thúc dục càng phiếu, thêm càng một chương. Quỳ xuống cầu xin tất cả ủng hộ thêm quy tắc. Cầu sưu tầm. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu khen thưởng. Cầu xin mọi thứ. Phi lưu tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. Không không năm, trời sinh liền có thể phong trấn hết thảy, phá diệt mọi loại thần thông. Canh năm, cầu cất giữ. Cầu hết thảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần linh hư ảnh dị tượng kim quan đầy trời, ước chừng kéo dài nửa tháng. Nửa tháng này, những tân tấn đệ tử cuối cùng đối với cơ vô huyền uy thế có cái trực quan hiểu rõ, vẹn vẹn tu luyện đột phá sinh ra dị tượng, liền phản phất như thần linh hiện thế, giống như một tòa bàn bạc núi lớn đặt ở mỗi người trong lòng, làm cho người trong tiềm thức liền có một loại thần phục ý niệm trong đầu. Ca, ca Trong mật thất bế quan của Thanh Huyền Phong, một trận vang nhỏ truyền đến, quan kén bao phủ trên người cơ vô huyền phát ra một tiếng lách cách vỡ vụn trong nháy mắt kén ánh sáng vỡ tan toàn bộ thanh huyền phong hơi chấn động hư ảnh màu vàng bao phủ phía trên cũng dần dần nhạt đi cuối cùng hóa thành một điểm sáng màu vàng trọng quy về trên người cơ vô huyền trong mật thất công tử xuất quan rồi thu nguyệt nhi ở linh dược viên ngẩn người nhất thời phục hồi tinh thần lại biểu tình lo lắng trong mắt đều rút đi tràn đầy vẻ kích động hướng mật thất bế quan của cơ vô huyền đi đến thánh tử đại nhân hoàn thành đột phá trong nháy mắt hư ảnh màu vàng biến mất, tất cả đệ tử thái diễn thánh địa chỉ cảm thấy thần sắc buông lỏng, ánh mắt nhau nhau nhìn về phía thanh huyền phong, trong hai mắt lộ vẻ sùng bái cùng rung động. Thánh tử đại nhân của bọn họ, chỉ tu luyện dị tượng cũng đã kinh khủng như thế, ai cũng không biết sau khi đột phá hắn lại đạt tới cảnh giới gì. Thái cổ chí tôn thể Trong mật thất, cơ vô huyền mở hai mắt ra, sâu trong con ngươi màu đen một tia kim quang nổ lên, Vô số huyền văn cổ áo hiện lên trong đó, ánh mắt lướt qua, vách tường mật thất đặc chế trực tiếp bị xuyên thấu, mơ hồ muốn thuận thế đâm thủng bầu trời. Bất quá lúc này, Cơ Vô Huyền vội vàng đem hai mắt nhắm lại, qua một hồi lâu sau, lúc mở ra, cổ áo huyền văn trong hai mắt đều che kín. Sau khi quen thuộc một chút lực lượng thân thể tăng vọt, Cơ Vô Huyền bắt đầu kiểm tra thân thể sau khi thoát thai hoán cốt của mình, nhìn không được thầm khen một tiếng. Hắn bây giờ xương cốt căng căng sáng chói như ngọc, phản phất như thái sơ bảo ngọc bình thường, che kín vô số đại đạo phù văn, nở rộ làm người ta kinh hãi lực lượng khủng bố. Trong lúc mơ hồ, cơ vô huyền nắm chặt nắm đấm một cái, liền cảm giác trên người tự có một cổ thần ý tràn ngập, phong trấn một phương tiểu thiên địa vạn dặm chung quanh hắn, đem sơn hà vĩ lực toàn bộ dung nhập vào bản thân. Loại cảm giác này, cơ vô huyền thân là tác giả, toàn bộ thế giới người sáng tạo tự nhiên đối với thái cổ chí tôn thể cũng không xa là gì thân là vũ trụ đệ nhất cấm kỵ thần thể mượn dùng thiên địa năng lượng chỉ là chuyện tiện tay chân chính khủng bố vẫn là thái cổ chí tôn thể phong trấn lực lượng trời sinh liền có thể phong trấn tất cả phá tan tất cả thần thông cơ vô huyền ngược lại có ý nghĩ thử xem thái cổ chí tôn thể cường hãn chỉ là hiện tại vị trí bắt vực căn bản không có hắn nhất hợp chi địch cho dù là tông chủ thái diễn thánh địa đường đường là cường giả phong vương cảnh, chưa từng dung hợp thái cổ chí tôn thể, cơ vô huyền liền có thể vượt cấp diệt sát loại thổ dân này, về phần dung hợp thái cổ chí tôn thể, đối với loại cường giả phong vương vứt bỏ đại lục này, ba kích liền đủ để cho hồn về cửu u. Quên đi, tinh không cổ lộ, tự nhiên không thể thiếu sinh linh huyết tế. Cơ vô huyền ngẩng đầu nhìn tinh không, trong con ngươi màu đen vô số huyền văn cổ áo tràn ngập, sau đó dần dần bình ổn, hóa thành nhẹ nhàng cười, đi ra ngoài mật thất. Chúc mừng công tử Tu Vi càng gần một bước. Thu Nguyệt Nhi đã sớm ở bên ngoài mật thất chờ bao nhiêu, thấy cơ vô huyền đi ra, vội vàng đi tới chúc mừng. Ân. Hệ thống thức tỉnh, dung hợp thái cổ chí tôn thể, tại phương huyền huyễn đại thế giới này nhiều vô số trương cường đại ác chủ bài, cơ vô huyền tâm tình quả thực không tệ, trên mặt cũng nhiều hơn vài phần nụ cười, thuận tay sờ sờ Thu Nguyệt Nhi đầu trên mặt Thu Nguyệt Nhi dâng lên một đoàn ráng đỏ, mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá vẫn ngoan ngoãn đem đầu kề sát một chút, để cho cơ vô huyền sờ được thoải mái hơn một chút, đồng thời nhìn không được lặng lẽ đánh giá công tử. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác được lần này công tử xuất quan sau, trở nên càng đẹp trai. Bên ngoài còn có người chờ. Cơ vô huyền biết, ngoài cửa những kia trưởng môn trưởng lão đã sớm chờ nóng nảy, tuy rằng cơ vô huyền chưa bao giờ đem bọn họ để vào mắt, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn quá nhanh bại lộ thực lực của mình, do sợ dịp phạm viên kia rau hẹ. Dù sao, mười vạn năm trước ở phương thế giới này lưu lạc đế giả binh thư, hắn còn chờ dịp phạm tìm kiếm đây. Chưởng môn, các vị trưởng lão, vô huyền hữu lễ. Vừa mới rời núi, cơ vô huyền liền nhìn thấy trưởng môn cùng các trưởng lão đều ở nơi đó cung kính kính chờ đợi, lại nhìn ánh mắt tò mò của đệ tử vô song bên cạnh, hơi hướng trưởng môn trưởng lão thi lễ một cái. Nếu là dĩ vãng, những trưởng lão này nhất định trong lòng tràn ngập tự hào kiêu ngạo, vui vẻ tiếp nhận, nhưng lúc trước bị trưởng môn mơ hồ vạch trần thân phận cơ vô huyền, lại cảm nhận được khí tức khủng bố lúc này cơ vô huyền vô ý nở rộ, khiến cho trong lòng bọn họ có chút gò bó, không dám vô lễ giống như thường ngày. Thấy vậy, nghĩ đến lúc trước trời phạt lôi kiếp, cơ vô huyền mơ hồ suy đoán được một ít, bất quá nhìn thấy đệ tử chung quanh vẫn chưa nhìn ra cái gì, biết thân phận của mình vẫn chưa hoàn toàn bại lộ, không có quá nhiều so đo bất quá cho dù trong khoảng thời gian ngắn không có so đo đối với lão già tần hạo thiên này cơ vô huyền vẫn phi thường bất mãn sợ tới mức sắc mặt tần hạo thiên nhất thời tái nhật không để ý đến sự hoảng sợ trong lòng tần hạo thiên cơ vô huyền lại chậm rãi đi về phía diệp phượng nhi vốn đối với diệp phượng nhi hắn không có ý định ra tay sớm như vậy bất quá hệ thống nếu nói công lực nữ chủ có thể đạt được phần thưởng ngoài định mức vậy cũng đừng trách hắn không khách khí gần đây tu luyện công pháp có cảm giác không thông thuận lúc trước không cơ vô huyền mỉm cười mở miệng hỏi dịp phượng nhi nhìn thấy cơ vô huyền đi về phía hắn liền cảm giác đại não có chút thiếu dưỡng khí khuôn mặt xinh đẹp bay lên một mảnh ráng đỏ không không có đa tạ cơ sư huynh dịp phượng nhi mấy ngày nay thường xuyên mơ thấy cơ sư huynh có thể ôn nhu tìm hắn nói chuyện như vậy không nghĩ tới loài chuyện tốt này lại thật sự phát sinh ở trong hiện thực không làm cho diệp phượng nhi không nghĩ tới chính là lúc chân chính nói chuyện với cơ sư huynh nàng lại cà lâm làm cho nàng âm thầm đối với sự không chịu thua kém của mình có chút xấu hổ ts canh năm cầu sưu tầm cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu khen thưởng cầu xin mọi sự ủng hộ để cho tác giả nắm nhìn thấy sự ủng hộ của độc giả tác giả nắm càng thêm có động lực mã tự đọc sách ba việt sưu tầm, thêm khen thưởng. 006, cùng cơ không huyền so sánh, thần nữ vị trí đáng là gì a à, canh thứ sáu Cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu có chỗ nào không rõ, có thể tới Thanh Huyền Phong trực tiếp hỏi ta, ta sẽ hỏi ngươi một mình giảng giải. Cơ vô huyền lại mở miệng một lần nữa, bất quá dư quan trong mắt lặng lẽ đánh giá Diệp phàm sau lưng Diệp Phượng Nhi một cái, phát hiện thân thể đối phương khi mình vừa mới mở miệng hung hăng run rẩy một chút. Bá! Nghe được lời cơ vô huyền nói, toàn trường trong phút chốc sôi trào hẳn lên. Phải biết rằng, thanh huyền phong ngoại trừ vô huyền thánh tử cùng tỳ nữ của hắn ra, chưa bao giờ cho phép người khác lên núi. Hiện tại đột nhiên mời Diệp Phượng Nhi lên núi, cái này rõ ràng. Là coi trọng đối phương A. À. Trong khoảng thời gian ngắn, Nữ tu lại mang theo ghen tị hâm mộ nhìn về phía Diệp Phượng Nhi đang tự hỏi thưởng thức của Vô Huyền Thánh tử, mà nam tu lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên người Diệp Phượng Nhi, sợ bị thánh tử giận chó đánh mèo. Dù sao, đó là cái huyền huyễn thế giới mà người như cỏ rác, Vô Huyền Thánh tử tuy rằng vẫn khiêm tốn hữu lễ, tràn ngập hiệp nghĩa khí tức, nhưng đối với nữ nhân phương diện này, ai cũng không biết hắn vẫn là không phải như vậy lòng mang rộng lớn, vạn nhất bởi vì mấy đạo ánh mắt việc nhỏ đắc tội hắn vậy cũng quá oan uổng hỏng rồi trưởng môn tần hạo thiên cười khổ một tiếng tuyền nhi con phải nhanh chóng trở về vất vả lắm mới tìm được một con đường thông thiên cho con con ngàn vạn lần không được bỏ lỡ tuyền nhi trong miệng tần hạo thiên tự nhiên là cháu gái tần tuyền cũng là thánh nữ thái diễn thánh địa bất quá ba năm trước tuyền thánh nữ may mắn được thái cổ đại lục đệ nhất thế lực chiến thần điện đường tuyển làm thần nữ ứng cử viên sau đó vừa đi chính là ba năm trong ba năm này, Tần Hạo Thiên vô số lần phái người đến cung điện chiến thần hy vọng đón cháu gái về. Dù sao đối với tư sắc của cháu gái Tần Tuyền, hắn vẫn phi thường có lòng tin, một khi có thể được vô huyền thánh tử coi trọng, toàn bộ thiên tuyền thánh địa chỉ sợ sẽ trực tiếp nhảy lên trở thành thế lực đứng đầu đại lục, mà cháu gái của nàng lại có thể theo vô huyền thánh tử đi tới tinh không cổ lộ, tìm hiểu thượng cổ tiên lộ trong truyền thuyết. Bất quá rất đáng tiếc, theo tin tức hắn nhận được, tần tuyền dường như biểu hiện tương đối xuất sắc trong tranh đoạt mấy vị thần nữ thập phần có khả năng tranh đoạt vị trí thần nữ cho nên chiến thần cung điện chậm chạp không chịu để cho nàng trở về hiện tại nhìn thấy diệp phượng nhi lọc vào mắt cơ vô huyền tim của hắn đều đang rỉ máu a à? cùng cơ vô huyền so sánh vị trí thần nữ có đáng là gì a à? nghe được lời của cơ vô huyền diệp phượng nhi hơi sửng sốt một chút ngay sau đó sắc mặt một mảnh đỏ bừng muốn mở miệng nhưng trong lòng thẹn thùng cùng khẩn trương làm cho nàng nói chuyện có chút khẩn trương. Được, đến lúc đó sẽ gây thêm phiền toái cho cơ sư huynh. Đừng đáp ứng hắn. Ở phía sau Diệp Phượng Nhi, Diệp Phàm nghe được tiểu thư ấp a à ấp úng khi nói chuyện, cho rằng đối phương muốn cự tuyệt, mới đầu trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó, nghe được Diệp Phượng Nhi nói, trái tim đột nhiên co rút một chút, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Đinh khí vận chi tử dịp phàm tâm tình xuất hiện vết nứt, khí vận suy sụp 50 điểm, gia tăng ký chủ 50 điểm khí vận. Nghe được tiếng máy móc lạnh như băng của hệ thống, cơ vô huyền mỉm cười. Khí vận điểm thứ này có vạn năng tính, không chỉ có thể ở trong thương thành mua sắm đồ vật, còn có thể trực tiếp gia tăng tu vi, 50 khí vận điểm nhìn qua không nhiều lắm, nhưng muốn đổi tu vi, cũng đủ để chống đỡ cơ vô huyền mấy tháng khổ tu. Chỉ tiếc là, cơ vô huyền nhìn diệp phàm bị tức bất tỉnh trên mặt đất lắc đầu chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ tiếp tục tuốt trâu hẹ hiện tại diệp phàm vẫn là quá mức non nớt mới có chút kích thích như vậy cũng đã không được có vẻ như thân thể này cốt a à, phải hảo hảo bồi bổ một chút diệp phàm diệp phượng nhi nhìn tôi tớ của mình trên mặt có chút lo lắng nàng ở diệp gia tuy rằng thỉnh thoảng có chút tính tình đại tiểu thư cổ linh tinh quái nhưng bản thân tâm địa thiện lương, ngày thường không đành lòng nhìn thấy A Miêu A cẩu chết đi, đối với tôi tớ diệp phàm vẫn nhìn xuống nàng, ở trong lòng nạn, so với A Miêu A cẩu quan trọng hơn nhiều, tự nhiên phi thường lo lắng. Ta thấy công pháp tu luyện của tôi tớ này hẳn là quá vội vàng cầu thành, cho nên lưu lại tai họa ngầm tổn thương tâm mạch. Đến đây, nơi này có viên thanh linh đan, cho hắn ăn vào. Cơ vô huyền đưa tay lấy ra một bình sứ màu ngọc, sau khi nhẹ nhàng mở ra, liền thấy một viên đan dược thanh ngọc có khắc ba đạo đan văn lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt một cổ dị hương lan tràn bốn phía vô số đệ tử ngửi thấy đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên thanh linh đan đây chính là thánh phẩm trị thương có tác dụng đối với cấp bậc chiến tướng bác hoang lúc này một đám nữ tu đối với diệp phượng nhi càng thêm hâm mộ tướng mạo cùng tu vi của cơ vô huyền quá mức kinh người thường thường đều làm cho người ta bỏ qua tài lực của hắn, hiện tại nhìn thấy loại thánh phẩm chữa thương này dĩ nhiên cho một gã tạp dịch dùng, các nàng ở hai mắt tỏa sáng đồng thời lại nghĩ tới bộ dáng vô huyền thánh tử đối với các nàng không giả bộ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, đành phải tận lực ở trước mặt vô huyền thánh tử cố gắng nở rộ hết thảy mị lực của mình. Cơ sư huynh, cái này quá quý giá, Diệp Phàm chỉ là nô bộc, không đáng làm như vậy. Diệp Phượng Nhi cũng có một chút kiến thức, biết thanh linh đang ở trong mắt tổ lão trong nhà bọn họ cũng thuộc về đang dược cực kỳ trân quý hiện tại nhìn thấy cơ vô huyền nguyện ý cầm đang dược trân quý như vậy cứu dịp phàm trong lòng hắn đã có chút cảm động cũng có chút đau lòng cảm động tự nhiên là cơ vô huyền trả giá mà đau lòng cũng không phải dịp phàm mà là viên đang dược này không sao tính mạng nô bộc cũng là tính mạng cơ vô huyền nhẹ nhàng cười sau đó đem đang dược cho dịp phàm ăn bá mà Diệp Phượng Nhi ở một bên, nhìn cơ vô huyền đối với mình nhân tiện chiếu cố tôi tới như thế, ánh mắt không khỏi có chút si mê. Khủ khủ. Thanh Linh đang không hổ là thánh phẩm chữa thương, mới vừa ăn vào không bao lâu, Diệp Phạm liền tỉnh lại, vốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Phượng Nhi, còn có chút mừng rỡ, bất quá đảo mắt nhìn thấy cơ vô huyền, mừng rỡ này không còn sót lại chút gì. Sư muội vừa mới giúp tạp dịch nhà ngươi kiểm tra thương thế, ta phát hiện thiên tư tu hành của hắn thập phần không tầm thường, lấy thân phận tôi tớ vậy mà đạt tới khai khiếu cảnh. Diệp phàm không hổ là con trai của khí vận, khi cơ vô huyền dung hợp chí tôn thể, cũng không nhàn rỗi, bản thân dung hợp với xá lợi ma đế gần hơn một bước, tu vi từ rèn thể luyện thân viên mãn đạt tới khai khiếu cảnh, có thể sánh vai với đại bộ phận đệ tử thái diễn thánh địa mới nhập môn. Khai khiếu cảnh. Không ít đệ tử trong lòng hơi chấn động. Trên đường tu luyện, chia làm rèn thân luyện thể nhục thân thập trọng, khai khiếu cảnh, thần thông cảnh, pháp thân cảnh cùng với phía sau chứng minh được tự đạo, có thiên địa phong hào bát hoang chiến tướng, động thiên phong vương các loại cảnh giới. Khai khiếu cảnh ở trong toàn bộ hệ thống tu luyện nhìn qua không cao, kỳ thực thân thể trải qua 10 tầng mài dũa, mỗi một tu sĩ khai khiếu cảnh liền có lực bạc vạn cân lực, hoàn toàn áp đảo phàm tục. Cho dù là bọn hắn những này đại tộc đệ tử, có thể tại bây giờ lúc tuổi trẻ bước lên khai khiếu cảnh, mỗi một tôn từ sinh ra không biết nuốt bao nhiêu trân quý thiên địa linh túy, mới có thể lấy được thành tựu như bây giờ. Diệp Phàm chỉ là một tạp dịch, nhìn qua khuôn mặt so với bọn họ còn trẻ hơn, càng không có bất kỳ tài nguyên phụ trợ nào, vậy mà cũng có thể bước lên khai khiếu cảnh, phần thiên tư này, sợ là không hề dưới thánh tử A. À. Nhân tài như thế, mai một quả thực đáng tiếc, không bằng để hắn trở thành đệ tử thái diễn thánh địa ta đi. Cơ vô huyền đánh giá Diệp Phạm một cái, chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại Diệp Phàm thật sự là quá yếu, hắn cũng không có thời gian chờ đối phương từng bước thăng cấp dần dần mở ra thiên thương bí cảnh. Cho nên, cơ vô huyền chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng nhanh tốc độ trưởng thành của viên rau hẹ này. Cành thứ sáu, tâm đang rỉ máu A, sưu tầm hoa tươi phiếu đánh giá đều thật ít A. Đọc sách ba việc. Đọc, sưu tầm, thêm khen thưởng. 007, đây là nuốt dòng người tác phẩm đỉnh cao thế giới. Canh thứ bảy cầu cất giữ cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio để hắn trở thành đệ tử thái diễn thánh địa nghe được vô huyền thánh tử tính toán trong lòng mọi người chấn động theo bản năng có chút bài xích tại bọn hắn đại tộc đệ tử đáy lòng diệp phạm tuy rằng thiên tư thông minh nhưng xét đến cùng chỉ là cái tạp dịch hiện tại muốn cùng bọn hắn ngang hàng tự nhiên trong lòng sẽ không thoải mái nhưng người làm quyết sách chính là vô huyền thánh tử mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn thấy trưởng môn cùng một đám trưởng lão đều không mở miệng ngăn cản, tự nhiên không dám phản đối bổn phận. Không hổ là cơ vô huyền, loại khí độ này. Trong đám người, một gã nam tử mặc phục sức đệ tử hạch tâm thái diễn thánh địa nhìn thân ảnh cơ vô huyền, cầm thật chặt nắm đấm, trong hai tròng mắt vừa có vài phần không cam lòng lại trộn lẫn vài phần kính nể cùng sùng bái. Tên nam tử này gọi là Cố Bình Sinh, trước khi cơ vô huyền tới, hắn mới là đại sư huynh của thái diễn thánh địa tu vi cả đời đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong từng có kỷ lục kinh người của bình bình pháp thân cảnh nhưng sau khi cơ vô huyền xuất hiện hắn mới hiểu được trên thế giới có hai loại thiên kiêu một loại gọi là thiên kiêu bình thường một loại gọi là cơ vô huyền hắn kiêu ngạo tu vi công pháp vũ kỹ ở trước mặt cơ vô huyền ngằng không được một ngón tay sau khi trải qua thất bại này cố bình sinh một mực khổ tu ở sau núi hy vọng có một ngày có thể đuổi kịp nam nhân kia. Nhưng lần này cơ vô huyền đột phá thanh thế thật sự là quá mức kinh hãi, làm cho cố bình sinh hoàn toàn tuyệt cùng đối phương tranh hùng ý niệm trong đầu. Vạn niệm câu hôi, đã thấy diệt phạm trác tuyệt thiên tư như thế, cơ vô huyền không có chút lo lắng đối phương tranh đoạt vị trí thánh tử, càng không có một tia ghen tị chèn ép, ngược lại dẫn tiếng đối phương nhập tông. Loại khí phách vô địch này, nhất thời làm cho hắn sinh lòng thuyết phục. Đinh khí vận vai phụ cố bình sinh lòng thần phục chi ý, ký chủ đạt được khí vận điểm 100. Cố bình sinh Cơ vô huyền nhàn nhạt liếc nhìn cố bình sinh, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Hắn làm huyền huyễn đứng đầu đại thần, cả bộ tiểu thuyết chẳng những có thể đem nhân vật chính đắp nặng tốt, khẳng định cũng sẽ có một ít chói mắt vai phụ. Mà cố bình sinh này, chính là vai phụ quan trọng trong bộ tiểu thuyết này của Lâm Phàm chính là đại sư huynh chính bản của Thái Diễn Thánh Địa lòng cầu đạo vô cùng kiên định hào hùng cao hơn trời từng mấy lần nở rộ hào quang thậm chí dịu quá vị nhân vật chính lâm phạm này đối với loại vai phụ này cơ vô huyền chưa bao giờ nghĩ tới thu phục bởi vì loại vai phụ này tính cách thường thường vô cùng kiên định mạnh mẽ thu phục sẽ chỉ hủy diệt mài mòn góc cạnh của bọn họ trở thành người bình thường thật không ngờ trong quá trình đốt cháy rau hẹ lại vô tình thu phục hắn cũng được nhìn đối phương thức thời như vậy sau khi xử lý xong bí cảnh Thiên Thương Thần Kỳ, ngược lại có thể tiện tay chỉ điểm hắn một chút. Hắn thân là tác giả, rất nhiều cơ duyên của Diệp Phạm hắn đều biết, bất quá lấy thân phận con trai của Cơ Vô Huyền hư không đại đế, cơ duyên của Diệp Phạm là nhân vật chính của dòng trác rưởi này, ngoài trừ ít ỏi vài người, còn lại căn bản không lên, đến lúc đó chỉ điểm cố bình sinh một chút, lấy tính cách thiên phú cùng tài tình mình giao cho đối phương, nói không chừng có thể cho mình kinh hỉ không nhỏ trong tương lai. Ngay khi cơ vô huyền tự hỏi một ít bố cục tương lai, Diệp Phượng Nhi thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Diệp Phàm có phải cậu vui đến choáng ván rồi không, đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau cảm ơn cơ sư huynh. Diệp Phượng Nhi nhìn Diệp Phàm đứng tại chỗ không nói một lời, lại nhìn cơ sư huynh đẹp trai tuấn Mỹ một bên, trong lòng vừa thẹn vừa vội. Ngày thường Diệp Phàm tôi tớ này rất biết làm việc, như thế nào hôm nay ngay cả một câu cảm tạ cũng không biết. Một bên còn có cơ sư huynh đang nhìn, nếu hạ nhân nhà mình ngay cả một câu cảm tạ cũng không biết, chẳng phải là phản ứng chủ nhân mình không hiểu lễ như sao. Nhận thấy ánh mắt dịu dàng của cơ sư huynh nhìn chăm chú vào mình, Diệp Phượng Nhi sốt ruột muốn khóc, trong lòng mắng Diệp Phàm gần chết. Đinh khí vận chi nữ Diệp Phượng Nhi đối với khí vận chi tử Diệp Phàm thái độ chuyển biến thành chán ghét, khí vận điểm gia tăng 100 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, cơ vô huyền khẽ mỉm cười tâm tình tốt hơn vài phần, hứng thú mà đánh giá hàm răng đều sắp cắn nát dịp phàm. Cơ vô huyền có thể ở thái giám hơn 10 quyển sách dưới tình huống, như trước bị quan là huyền huyển đứng đầu danh hiệu đại thần, cho dù đồng dạng viết củi mục lưu, cũng không phải ngón tay vàng lão gia gia loại này từ hôn lưu sáo lộ, mà là chính mình khai sáng một phái, gọi là thôn nhân lưu. Mà dịp phàm làm nhân vật chính nuốt người, tự nhiên không phải là nhân vật chính thánh mẫu gì, cuộc sống từ nhỏ tôi tớ khiến năng lực thừa nhận ý chí của hắn vượt xa người thường, kỳ ngộ ba tháng trước khiến hắn dung hợp với xá lợi ma đế, khiến cho tâm tính của hắn rất nhanh đạt được trưởng thành, dưới lòng tin mấy lần thành công đánh bại địch nhân tăng vọt, mơ hồ quen với sự bá đạo của ma đầu, có lòng tự trọng cực kỳ mãnh liệt. Mà cơ vô huyền giao cho Diệp Phạm thân phận đệ tử, nếu ở lúc bình thường, lấy Diệp Phạm tính cách, cũng không có gì không tiếp thu được. Nhưng là hiện tại, trước mặt Diệp Phượng Nhi, nếu là hắn tiếp nhận cơ vô huyền cho đệ tử vị chẳng khác nào chính là hắn hoàn toàn đoạn tuyệt ảo tưởng của mình đối với diệp phượng nhi ngay khác nếu muốn lại cùng cơ vô huyền cạnh tranh diệp phượng nhi loại vong ân phụ nghĩa này nhìn thẳng chớ nói diệp phượng nhi sẽ coi thường chính mình mà ngay cả chính hắn cũng coi thường chính mình nhưng nếu như không tiếp nhận vị trí đệ tử này trước không nói có thể trực tiếp chọc giận cơ vô huyền hay không chính là hành vi như vậy cũng sẽ dẫn tới thái diễn thánh địa hoài nghi mà hắn thân mang ma đế xá lợi lại có một quyển hoàng tuyền phi thăng đồ sâu trong linh hồn có ma đạo khí tức căn bản chịu không nổi cẩn thận kiểm tra thân phận một khi bại lộ chắc chắn hồn phi phách tán tiếng là không cam lòng lui là không thể trong lúc lưỡng nan diệp phàm dù sao cũng là nhân vật chính nuốt dòng người vẫn có vài phần quyết đoán bỏ qua lựa chọn nuốt vào không cam lòng diệp phàm đa tạ vô huyền thánh tử giới thiệu diệp phàm cung kính hành lễ với cơ vô huyền chỉ là ở nơi người khác không nhìn thấy, trong lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi móng tay gắt gao cắm vào trong thịt. TS. Hoa tươi đánh giá phiếu có chút ít nha. Phi Lư tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. 008 khí vận chi tử đạo tâm vỡ tan. Thứ 8 càng, cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc này mới đúng. Diệp Phượng Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nàng thật sự có chút sợ diệp phàm không biết lễ phép ác cơ sư huynh từ đó làm cho mình khó xử dù sao diệp phượng nhi hiện tại bởi vì gặp qua cơ vô huyền vẫn cố gắng tu luyện tu vi cao hơn diệp phàm rất nhiều trong khảo hạch nhập môn thái diễn thánh địa cũng căn bản không cần diệp phàm chiếu cố thái độ đối với diệp phàm cũng chỉ là hạ nhân hơi thân cận một chút cũng không có cảm giác đặc thù gì một trái tim thiếu nữ toàn bộ gắn ở trên người cơ vô huyền đa tạ cơ sư huynh giới thiệu nếu Diệp Phàm có thành tựu gì, coi như đại ân cho sư huynh. Diệp Phàm dù sao cũng là hạ nhân, kiến thức thiển cận, không biết thân phận đệ tử Thái Diễn Thánh Địa trân quý cỡ nào, loại đại ân giống như tái tạo này, lại chỉ dùng một câu cảm tạ vô cùng đơn giản, Diệp Phượng Nhi thân là người chủ, tự nhiên phải bổ sung phần cảm tạ này càng thêm thành khẩn một chút. Diệp Phàm thật vất và cắn răng nói ra lời cảm tạ đối với Cơ Vô Huyền, chỉ cảm giác trái tim phản phất thiếu hụt một khối cảnh sắc trước mắt đều âm trầm xuống, cả người có khó chịu nói không nên lời, nhưng loại khó chịu này còn chưa hoàn toàn lan tràn đến toàn thân, liền nhìn thấy đại tiểu thư mình cúi đầu hành lễ với cơ vô huyền, thay mình nói lời cảm tạ. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm chỉ cảm giác có loại đặc biệt chăm chọc cảm giác, phản phất chính mình là một tên hề bình thường, mới vừa bị thanh linh đang áp chế thương thế trực tiếp nổ tung ra. Phốc Trước mắt Diệp Phàm tối sầm, miệng lớn máu tươi phun ra, ngã thẳng xuống đất. Đinh khí vận chi tử diệt phàm đạo tâm vỡ tan, khí vận giá trị giảm 200, ký chủ khí vận điểm gia tăng 200. Đạo tâm tan vỡ. Cơ vô huyền ngược lại là không nghĩ tới, lúc này vừa mới chèn ép một phen, diệt phàm đạo tâm vậy mà trực tiếp nghiền nát. Hắn lúc trước viết diệt phàm bộ tiểu thuyết này lúc là đem diệt phàm cho là tương lai ma chủ, muốn viết ma chủ từng bước một từ phàm trần bên trong cuộc khởi cố sự nhưng diệp phàm hiện tại tâm tính này cũng quá kém đi chút suy sụp như vậy liền trực tiếp đạo tâm tan vỡ cơ vô huyền đầu tiên là có chút kinh ngạc nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng dần dần lý giải diệp phàm chỉ là tôi tới diệp phủ sinh ra có thể gặp được mấy nữ nhân diệp phượng nhi không chỉ là nữ thần hắn thầm mến mấy năm chỉ sợ cũng là nữ thần đầu tiên thầm mến hiện tại ở trước mặt hắn đầu nhập chính mình ôm ấp thậm chí bởi vì chính mình đối với hắn còn có chút ân tình duyên cớ, để Diệp Phạm ngay cả phát tiết tư cách đều không có, đủ loại tình huống, lấy Diệp Phạm còn chưa trưởng thành lên tâm tính, sụp đổ cũng rất bình thường. Diệp Phạm Diệp Phượng Nhi nhìn Diệp Phạm lại phun máu, thậm chí còn thiếu chút nữa bắn lên người cơ sư huynh, trong lòng có chút nổi giận, chỉ là Diệp Phạm hiện giờ đang hôn mê, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể vô cùng ấy nấy nhận lỗi với cơ sư huynh. Cơ sư huynh, Diệp Phạm hắn có thể là nghe được tin tức này quá kích động, cho nên. Không có việc gì. Cơ vô huyền không thèm để ý lắc đầu, đối với Diệp Phạm vì sao hôn mê hắn so với ai đều rõ ràng hơn. Cảm ơn cơ sư huynh. Diệp Phượng Nhi nhìn bộ dáng công tử khiêm tốn của cơ sư huynh, lại nhìn Diệp Phạm giống như chó chết dưới đất, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Ngày thường nhìn Diệp Phạm cũng coi như thuận mắt, cảm thấy hắn rất nhiều chuyện đều suy nghĩ phi thường cẩn thận, nhưng đến loại thời điểm mấu chốt này, lại cho mình mất mặt lớn như vậy, cùng cơ sư huynh so sánh, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Không. Diệp Phượng Nhi đột nhiên lắc mạnh đầu, trong lòng yên lặng nói với cơ sư huynh một tiếng không đúng. Ở trong lòng đem loại nô bộc Diệp Phạm này so sánh với cơ sư huynh, quả thực chính là một loại khinh nhận đối với cơ sư huynh. Sau khi Diệp Phạm hoàn toàn hôn mê, cơ vô huyền tự nhiên không có tâm tư tiếp tục dừng lại, tự mình phân phó đệ tử đang dược các chăm sóc tốt trao hệ diệp phàm liền một lần nữa trở lại thanh huyền phong lần này đạt được nhiều điểm khí vận như vậy cơ vô huyền cũng cân nhắc là thời điểm đem tu vi tăng lên một chút mặt khác lần trước hệ thống ban thưởng bí bảo khôi lỗi đại thánh cảnh hắn đại khái có thể đoán được là tác dụng gì nhưng là thái cổ anh linh tạp bởi vì dung hợp thái cổ chí tôn thể cơ vô huyền cũng tương lai có thể nhìn kỹ đây là khôi lỗi của đại thánh cảnh sao tiến vào trong mật thất, cơ vô huyền mở ra không gian hệ thống, liền nhìn thấy một gã lão giả áo xanh đứng ở nơi đó, chung quanh mặc dù có màn mỏng hệ thống màu trắng nhà bảo vệ, phong ấn uy năng khôi lỗi đại thánh cảnh, nhưng cơ vô huyền vẫn nhìn thấy, không gian xung quanh lão giả áo xanh bị hệ thống phong ấn, đều sụp đổ thành hố đen, có vô số ngôi sao tiêu tan trong đó. Nếu như không phải có hệ thống nhắc nhở, cơ vô huyền còn tưởng rằng lão giả áo xanh trước mắt này là lão tổ cổ tộc nào đó không hổ là khôi lỗi cấp bậc đại thánh dù cho cơ vô huyền có bối cảnh khủng bố cũng vì phần thưởng của hệ thống mà cảm thấy hết sức thán phục đại thánh cảnh mỗi một tôn đều trải qua hàng tỷ năm tháng mà không diệt ở mấy tháng sông dài bên trong đều có thuộc về mình ấn ký cho dù ở tinh không cổ lộ bên trong cũng thuộc về lão tổ tông cấp bậc khủng bố đại năng địa vị chỉ ở dưới đại đế khôi lỗi như vậy cơ vô huyền thậm chí cũng không có lấy ra thưởng thức ý nghĩ bởi vì hắn ẩn chứa uy năng quá mức khủng bố một khi lấy ra tiết lộ ra một luồng thánh giả chi uy chớ nói thanh huyền phong nho nhỏ chính là cả khối thái cổ đại lục cũng sẽ bị đại thánh cảnh khôi lỗi uy thế trực tiếp chấn nát thành vô số mảnh nhỏ tạm thời ngủ say đi còn chưa tới lúc ngươi xuất thế sau khi xác định khôi lỗi đại thánh cảnh đúng như mình nghĩ có thể so với đại thánh cơ vô huyền yên lặng mặc niệm cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình Lúc trước dựa vào nhân vật chính nghịch thiên khí vận, dù cho cơ vô huyền thân là tác giả, thông hiểu hết thảy cơ duyên, cũng chưa chắc có thể ở trên người những nhân vật chính vô địch lưu kia chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là hiện tại, theo hệ thống thức tỉnh, chính mình ác chủ bài càng ngày càng sâu không lường được, dù là nhân vật chính khí vận dù thế nào nghịch thiên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành hắn rau hẹ, mặt hắn tùy ý sâu xé. Suy nghĩ Phật phong kích động dần dần bình ổn lại, cơ vô huyền đưa ánh mắt phóng tới một chỗ khác trong không gian hệ thống. Trong hư không kia, có một tấm ngọc tạp trong xuất hiện lên, mặt trên tràn ngập vô số hoa văn cổ xưa, cho dù có phong ấn lực lượng hệ thống, cơ vô huyền trong nháy mắt nhìn thấy hoa văn, trước mắt cũng trống rỗng xuất hiện một ảo ảnh mênh mông quan hà, cảm nhận được vô số khí tức khủng bố ẩn mất trong đó, thậm chí có mấy tôn, so với uy thế trên người phụ thân hắn còn cường hãn hơn. Thì ra là thế. Phục hồi tinh thần lại, đáy mắt cơ vô huyền có chút trung động. Ngay tại cơ vô huyền nhìn thấy thái cổ anh linh tạp thời điểm, hệ thống liền đem có liên quan thái cổ anh linh tạp hết thảy tin tức truyền đến cơ vô huyền trong đầu. Thái cổ anh linh tạp, mặc dù lấy tạp phiến hình thức hiện ra ở cơ vô huyền trước mắt, nhưng là bản chất của hắn, cũng là năm tháng sông dài thái cổ năm đó một phần. Cơ vô huyền chỉ cần mở ra thái cổ anh linh tạp, liền có thể triệu hoán ra này đoạn năm tháng sông dài bên trong thái cổ anh linh đến đây tác chiến quá cổ đó là một đoạn thiên mai địa tán tuế nguyệt hiện thế khổ sở khó tìm chân tiên tại đoạn thời gian đó không chỉ có có còn có chân tiên trên tiên vương tồn tại hệ thống cho kinh hỷ quả nhiên là bất ngờ a à. cũng may có khôi lỗi đại thánh cảnh làm giảm sốc cơ vô huyền mặc dù đối với tác dụng của thái cổ anh linh tạp cảm thấy rung động nhưng trong lòng càng dâng lên vài phần hào hùng trấn áp hết thảy hai thứ này lúc xuất thế không biết phải có bao nhiêu sinh linh run rẩy. Bất quá hiện tại, vẫn là mời các ngươi ngủ say một hồi. Ý thức cơ vô huyền rút đi không gian hệ thống, đem ánh mắt đặt ở trên bản thuộc tính của mình. t Số liệu cũng quá thảm đi, các huynh đệ, chứng kiến quyển sách, cho cái ủng hộ nha. Phi lư tiểu thuyết, phi muốn ngươi đẹp mắt. 009 đã sớm đoạt đi nàng một viên phương tâm. Cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ký chủ Cơ vô huyền con trai của hư không đại đế, truyền nhân đương đại của cổ mộ ma thần Tu Vi. Bác hoàng chiến tướng sơ kỳ, thể chất. Thái cổ chí tôn thể, hư không chi thể, mệnh cách. Vô song đế giả, công pháp. Thương hoàng quyết, thần ma biến, khí vận điểm. 2750 điểm tại thức tỉnh hệ thống thời điểm, hệ thống truyền đến tin tức, liền nói cho cơ vô huyền khí vận điểm có vạn năng tính không chỉ có thể đổi các loại bảo vật còn có thể trực tiếp tăng lên tu vi hệ thống thương thành cơ vô huyền cũng đi dạo một phen nhưng lấy thân phận con trai đại đế hắn trân bảo bình thường bất quá tiện tay có thể lấy căn bản chướng mắt mà những thứ kia có thể để mắt không có chỗ nào không phải là cấm khí linh binh hiếm thấy trong vũ trụ trước không nói cơ vô huyền có đủ khí vận điểm hối đoái hay không chính là có thể hối đoái lấy tu vi bác hoàng chiến tướng sơ kỳ của hắn, cũng không sử dụng được. Cho nên, lập tức vẫn là trước hảo hảo tăng lên một phen tu vi. Nhất niệm phát sinh, hệ thống nhất thời minh bạch ký chủ ý tứ, thuộc tính trang báo khí vận điểm dần dần trở nên mơ hồ, đợi đến lần nữa hiện ra lúc, khí vận điểm thiếu 500 điểm, biến thành 2250. Mà theo khí vận điểm giảm bớt 500, hư không quanh thân cơ vô huyền phát sinh một trận vặn vẹo, vô số tuyến linh quan nhỏ không nhìn thấy từ trong hư không vỡ nát chậm rãi quy vào thân thể cơ vô huyền, khiến cho khí tức trên người cơ vô huyền càng thêm mờ mịt khó lường. Ngay khi cơ vô huyền bắt tay vào đột phá tu vi, trải qua dược sư thái diễn thánh địa trị liệu, thân là trao hệ Diệp Phàm cũng đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Diệp Phàm không hổ là nhân vật chính nuốt dòng người, tuy rằng nội tâm đã vỡ nát, nhưng biểu hiện bình thường lại không khác gì người thường, chỉ là lúc tu luyện, so với lúc trước điên cuồng hơn rất nhiều. Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Trong đình viện, Diệp Phàm thấy Diệp Phượng Nhi cầm đồ chuẩn bị đi ra ngoài, trái tim hung hăng co rút một chút, nhìn không được mở miệng hỏi. Từ khi Diệp Phạm đối với cơ sư huynh có chút vô lễ về sau, Diệp Phượng Nhi đối với Diệp Phạm thái độ liền trở nên có chút chán ghét, những ngày này giữa hai người rất ít nói chuyện. Khi nào thì tôi phải giải thích mọi chuyện với anh? Diệp Phượng Nhi nhìn Diệp Phạm một cái, tâm tình vô cùng nồng nóng. Từ sau lần trước dịp Phạm hôn mê, cơ sư huynh vẫn không liên lạc với hắn. Nàng mặc dù là khí vận chi nữ, tương lai nhất định bất phàm, nhưng hiện tại chỉ là cái hoài xuân thiếu nữ. Cơ sư huynh hoàng mỹ thuyết minh hình tượng tình lang trong lòng nàng, chẳng những thực lực cao cường, tướng mạo soái khí tuấn mỹ, đối nhân sự thế càng ôn nhu cẩn thận, đã sớm đoạt đi một trái tim thiếu nữ của nàng. Hiện tại thấy cơ sư huynh chậm chạp không liên lạc với nàng, không chỉ làm cho chán ghét của nàng đối với Diệp Phạm tăng lên rất nhiều, vốn là sự rụt rè kiêu ngạo của nữ hài tử cũng vỡ nát, dự định tự mình đi thanh huyền phong thăm hỏi cơ sư huynh một chút, thuận tiện giải thích một chút chuyện của Diệp Phạm. Nghe được Diệp Phượng Nhi trong lòng không kiên nhẫn cùng phiền chán, Diệp Phạm biết, tiểu thư đối với thái độ của mình đã rất chán ghét, căn bản nghe không lọc lời mình nói. Chính mình lại tiếp tục khuyên can, sẽ chỉ tăng thêm chán ghét. Nhưng, Diệp Phạm không phải kẻ ngốc, càng có thể mơ hồ nhìn ra tiểu thư lần này đi mục đích là thanh huyền phong a nếu mình không ngăn cản một khi tiểu thư đi nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ tiểu thư ngươi có thể hay không đừng đi thanh huyền phong diệp phàm nhìn diệp phượng nhi sâu trong con ngươi kiên nghị toát ra vài phần cầu xin chỉ cần diệp phàm hắn quá không rõ thân phận của mình nếu diệp phàm là phụ thân của diệp phượng nhi hoặc là ca ca lộ ra vẻ cầu xin này có lẽ sẽ khiến diệp phượng nhi tạm thời thay đổi chủ ý nhưng thân phận diệp phàm vẻn vẹn chỉ là hạ nhân ở trong lòng diệp phượng nhi loại vẻ cầu xin này ngược lại làm cho nàng càng thêm chán ghét bởi vì diệp phượng nhi không phải kẻ ngốc diệp phàm cái này hạ nhân tâm tư dù là lúc trước không có chú ý bây giờ diệp phàm biểu hiện rõ ràng như vậy cũng đoán ra một ít nhưng sau khi đoán ra diệp phượng nhi theo bản năng bỏ qua đối với một cô gái bình thường mà nói, được người ta thích xem như là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng đối với loại tiểu công chúa như Diệp Phượng Nhi mà nói, người thích nàng còn nhiều hơn, nàng căn bản không hiếm lạ, ngược lại bởi vì thân phận hạ nhân của Diệp Phàm làm cho nàng có loại cảm giác ghê tởm. Diệp Phàm Lúc trước ngươi hôn mê bị thương, có một số việc ta không có so đo với ngươi. Nhưng hiện tại, thương thế của ngươi đã tốt rồi. Ta đây cũng nói thẳng, Thân phận ngươi bây giờ là đệ tử Thái Diễn Thánh Địa, không phải tạp dịch bên cạnh ta. Hiện tại bắt đầu, ngươi không cần ngủ tạp dịch phòng, đi làm đệ tử của ngươi đi. Nghe nói như thế, Diệp Phàm chỉ cảm giác trong lòng một trận đau nhức, nắm tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào trong da, mặc cho vô số máu tươi lưu lại. Ta hiểu rồi. Cũng may từng có hai lần đã kích trước đó, năng lực chịu đựng của trái tim Diệp Phàm tăng lên không ít, không hôn mê ngược lại nặng nề thở ra một hơi đem thống khổ không cam lòng trong ánh mắt chậm rãi che giấu chờ một chút tôi sẽ chuyển đi bất quá đợi lát nữa ngươi đi thanh huyền phong có thể mang theo ta hay không mang theo ngươi con ngươi diệp phượng nhi toát ra vài phần không tín nhiệm ps sưu tầm cầu hoa tươi xin phiếu đánh giá phi lư tiểu thuyết phi muốn ngươi đẹp mắt